sau khi cái lửa bùng cháy cháy lớn nhất trong cái mùa hè năm nay ở bên California cái đám cháy McKinney trong lúc này vẫn đang bùng cháy cháy rất là nhiều rừng khác nhau và cũng lấy đi nhiều tánh mạng và có 5.000 nhà cửa bị hư hại. Khi tôi nhìn ra ngoài cửa, tôi thấy nguyên cái cháy màu cam. Và sau khi đó là nó cháy phần tới đây luôn ông này thì cũng rất là hên là lửa cháy tới nhà ông vẫn còn đâu đó. Đa số những người sống xung quanh chỗ ổng, lửa cháy tới hư hại hết hoàn toàn. Có hai người cũng kiếm được là nằm trong xe. Họ chạy không thoát khỏi cái bị cháy. Ngày hôm nay chúng ta biết được có hai cái người khác nữa cũng kiếm được chết ở ngay nhà của họ. Đây là trái rất là mạnh và trời rất là nóng. Chỉ cần một cái thang nhỏ vô nó phật cháy một cái là nó cháy luôn thôi. Trái liên tục đang tăng lên gần 60.000 mẫu đất hồi tối hôm qua thì nó đỡ xuống một chút xíu hôm qua có chuyện là trời nhìn thấy có thể mưa nhưng mà kết cuộc thì xét đánh rất là nhiều xét đánh nó làm cho đe dọa những chỗ cháy mới nữa Cây lửa cháy này nó giống như nó đang ngầm ngừ ngầm ngừ liên tiếp hỏng rài. ngày hôm nay là hy vọng nó được khá một chút xíu để chúng ta sẽ xem vào buổi tối ngày hôm nay nó cháy trở thành giống như một con ác quỷ trong lúc này con ác quỷ này nó dẫn đi tiếp tục cháy tiếp tục trong lúc này, có rất là nhiều nhà cửa đang bị hư hại. Những cái đội tìm kiếm và đem theo những con chó hử mùi đang đi kiếm nhiều chỗ khác nhau. Và họ đi tới từ nhà, từ nhà, từ hộ giống như vậy. Lúc này, lửa cháy vẫn còn tiếp tục, không có kiểm soát gì được hết.